Đây là một cái bộ nguồn của một chiếc máy CNC của Nhật với cái thương hiệu là của OKK mọi người ạ. À, mình sửa với cái lỗi của nó là hỏng nguồn. Thì các bạn có thể xem cuối video ấy, khi mình tới lắp thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thớt của nó, cái bộ nguồn này nó sẽ cấp cho một dàn những cái bo khác nhé. Thì với cái dòng máy OKK của Nhật này, nó là chạy điện của Mitsu chứ không phải điện Fanuc. Và có một cái điều đặc biệt mình tháo ra mình thấy khá là bất ngờ. Ngày xưa, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018, mình xin lỗi mình xóa cái số điện thoại đi nha, bởi vì ấy, mình mà để số điện thoại mọi người biết ấy, là mình cứ gọi mình không làm việc được gì luôn, nên mình xin lỗi mọi người mình phải xóa số điện thoại đi nha, bởi vì nó ảnh hưởng đến công việc của mình. Thì cách đây năm 2018 mình sửa nó một lần. Và đến bây giờ là 2018 này, 19, 20, 21, 22, như vậy là 4 năm bắt đầu nó hỏng. Thì khách này gọi cho mình đến để mình sửa. Thực ra trong 4 năm đấy cái máy OKK này mình đã sửa bo trục chính một lần với lỗi bị nhiễm sét. Tức là công ty buổi trưa đang làm việc hay là trầm trời sấm chớp sét lổ một phát, thế là tất cả các loại máy sập. Nhưng mà lại cái con này nó lại không chết, bởi vì cái hệ thống chống sét của máy CNC rất tốt, nhưng mà nó lại chết cái bo trục chính. Đấy mọi người ạ. À, nên khi mình tháo nó ra đến đây thì mình mới phát hiện ra ngày xưa mình sửa này mọi người này. Được 4 năm rồi nhá. Đây là một cái bo nguồn 12V, mình không nhầm là 12V 3A hoặc là 12V 2A gì đấy. Và hồi đấy là mình đã phải mua một cái bo nguồn tốt và mình phải độ chế nữa đấy, chứ không phải là tự dưng mà lắp được đâu. Thì mình có thể nói qua cho chúng ta tham khảo về cái bo nguồn này là nó thiết kế như thế nào nhá. Nó có một cái nguồn vào là AC 100V ở đây này, đi qua cầu chì, nó sẽ đi tới ba cái khối nguồn khác nhau. Chúng ta để ý này, một mức nguồn ấy được được chỉnh lưu, được lọc song song bởi hai con tụ này này. Hai con tụ này nó chỉ chịu điện áp là 200V nhá, 560 mi này. Thì đây là một mức nguồn sau, cấp sau, nó biến áp nó đây. Và một mức nguồn nữa thì bên này cũng là hai con tụ này, diode chỉnh lưu này và móc khoét này. Đây là biến áp của nó. Đây là hai cái mức nguồn cấp sau, nhưng cái con này ngày xưa mình sửa là hỏng nguồn cấp trước. Tức là điện áp AC vào nó sẽ đi qua cái con điện trở cầu chì này, nó cháy mình đã thay và mình cuốn băng dính này để cho nó đúng chạm lại vỏ sắt mà. Một dây AC nó được đi qua nó, sau được chỉnh lưu nó sẽ được lọc bởi một con tụ là 250V 47 mi này. Tức là điện áp AC vào 100V thì cái nguồn DC này ta chỉ thu được khoảng 140V, 130V thôi nhé mọi người nhé. Thì cái nguồn trên con tụ này nó cấp cho một cái mạch nguồn cấp trước. Và ngày xưa mình nhớ không nhầm ấy, là nó hỏng một con chan to hoặc một con linh kiện cực kỳ độc hạ lạ, mình không kiếm được luôn. Mình có lên nhóm Facebook mình hỏi, bây giờ những cái khả năng là trên Facebook vẫn còn lưu cái bài mình tìm được cái con linh kiện này, nhưng không tìm được và cũng không có cách nào độ chế con IC đấy cả. Hình như nó là con IC 3 chân mọi người ạ. Do đó mà mình đã kiểm tra trên mạch nguồn ấy, và mình phát hiện ra là cái mạch nguồn cấp trước này nó tạo ra một mức nguồn là chỉ là 12V thôi. Và đặc biệt ngoài mức nguồn 12V cho bên thứ cấp là bên chúng ta sờ không giật ấy, thì nó cũng tạo ra một cái mức nguồn là rơi vào tầm khoảng 14V. Tất nhiên nó sẽ đi qua mạch hạ áp tuyến tính nữa để nó tạo ra một cái nguồn nhỏ hơn để nó cấp cho một con LM339 này này. Con LM339 này sẽ nhận diện cái điện áp đầu vào thấp cao vân vân để nó đưa ra trạng thái là có chạy không, nếu mà lỗi thì nó sẽ báo đèn đỏ mọi người nhé. Tóm lại này là một cái mạch nguồn, một cái bộ nguồn ngoài cái nguồn 12V bên thứ cấp ra, nó sẽ có một nguồn nữa, một mức nguồn nữa cho bên sơ cấp để cấp cho bọn con IC vào mấy cái mạch bên ngoài để liên quan mạch bảo vệ. Do đó mà con pin áp này mình đã phải đục ra và mình cuốn lại thêm một quặn. Thì chúng ta sẽ để ý này, cái bộ phần đằng này thì mình bỏ hết, mình lấy trực tiếp cái nguồn DC 140V đưa lên trên đầu hai con tụ này với dương đây này, dương này và âm ở đây nhá. Đấy là nguồn DC cho cái mạch này chạy, và cái mạch này nó chạy con DL0165R, dòng DL0165 nó y như là 5N0165 đấy các bạn ạ. Nó sẽ là con IC thôi. Và cái ban này khả năng hôm nay là dễ rồi, tụ lồi này mọi người này, nó lâu năm quá mà tận 4 năm trời mà cái mạch nguồn cấp trước này thì chỉ có tắt át tông át hoặc mất điện nó mới không chạy thôi, còn nó tắt máy thì nó vẫn chạy mọi người nhá. Tắt máy thì hai cái mức nguồn này nó sẽ nghỉ này, chỉ có mức nguồn này là nó chạy, vẫn chạy bình thường mọi người ạ. Thế mà vẫn tồn tại được 4 năm. Thì chúng ta đây rằng còn năng lượng DC đầu vào là 130 hoặc 140V ấy, thì nó sẽ chỉnh liền, nó sẽ ra được cái nguồn bên thứ cấp là 12V ra đây. Bên thứ cấp là bên sờ không giật đấy, còn bên này chúng ta sờ là giật nhá. Và các bạn để ý này, nó sẽ có một cái quặn mình cuốn thêm này. Chúng ta để ý đây là cái dây đồng mình cuốn ra nhá. Lật sang bên này thì nó có sẽ có cái sợi dây đồng đây này. Đấy.
Cái sợi dây đồng này chính là một cái quận mình đã cuốn thêm trên lõi ferrite này để tạo ra một cái nguồn khác là bên sơ cấp ấy, để cấp cho cái con IC này mọi người này. Và thời đấy thì mình còn nhớ là CR17 là một con diode ấy, là 5V6, mình còn xác nhận nó là như thế nữa cơ mà. Nên là cuối cùng là bao nhiêu năm trời mà nó vẫn chạy được, mà mình đặt trong này nhá. Và tất nhiên là mình sẽ đút trong một cái ấy này để chống nhiệt. Và tất nhiên là cái máy này thì nó có cái quạt làm mát đấy mọi người ạ, nó có quạt thổi rất là bụi luôn, quạt để làm mát trong máy công nghiệp mà. Thế mà nó vẫn tồn tại được khá là lâu như thế mọi người ạ. Tóm lại là khi mà chúng ta bất automat ấy, thì cái mạch nguồn mình đang sửa này nó sẽ chạy đầu tiên, nó sẽ tạo ra một mức nguồn 12V chờ đã. Và khi mà chúng ta bật máy, hoặc ở đây nó có phím on này các bạn này, nó sẽ đưa lạnh ra, nó sẽ cấp nguồn đóng dơ le để cho hai cái bộ nguồn cấp sau này chạy. Khi bộ nguồn cấp sau này chạy thì là toàn máy sẽ hoạt động, bởi vì là bộ nguồn cấp sau này nó sẽ chạy, nó sẽ đưa nguồn cho các thớt bên cạnh. Mà các bạn xem view đoạn cuối view các bạn sẽ nhìn thấy các thớt đấy thì nó mới sẽ chạy các bạn nhé. Mạch cực kỳ phức tạp luôn, nhưng mà mình tìm ra lỗi mạch và mình sẽ biết cách làm sao để xử lý được. Cái lỗi này thì không có nên phải làm như này nhá, chứ bạn nào đừng bảo là mình chơi trò mèo nhá. Cái trò này không phải là trò mèo, mà cái trò này là mình hiểu mạch và mình tận dụng được, và mình xử lý độ chế lại mạch để cho nó chạy bình thường. Nên như trên cái kênh này mình chia sẻ cho mọi người rất nhiều những cái phương pháp sửa nguồn xung đấy mọi người ạ, và nhiều phương pháp là mình độ IC các thứ ấy, thì cái này mình độ một cái mạch nguồn khác để nó tạo ra một cái mức nguồn cần thiết. Và quan trọng là chúng ta phải hiểu mạch. Thì bạn nào mà bảo tại sao mình hỏi hiểu mạch ấy, thì cái sơ khai đầu tiên ấy là mình học, mình hiểu về tác dụng linh kiện. Con tụ là tác dụng gì này, con điện trở nó hoạt động ra sao, với con diode nó hoạt động ra sao, và khi nó cấu trên mạch ấy, thì con tụ này chức năng hoàn toàn khác con tụ này. Mọi người nhé, con diode, hai con diode này chức năng hoàn toàn khác hai con diode này, nhưng mà nó cấu lên trên mạch ấy, thì chúng ta có diode chỉ dẫn một chiều. Đấy, tụ thì chỉ lọc nguồn. Các bạn nhé, thì nó lọc nguồn phần này hay lọc nguồn phần này đấy, chúng ta hiểu mạch thì chúng ta sẽ biết được cái khối nguồn nó thiết kế như thế nào, và chúng ta sẽ làm sao để tìm ra được một cái phương pháp xử lý để cho nó vẫn chạy lại bình thường nhá. Và bây giờ mình sẽ lắp, mình sẽ xử lý nó, sau đó là chúng ta cho kết quả phía sau nhá. Phía sau thì mình cũng không nói gì đâu, bởi mình đến công ty mình làm lắp mà. Lâu lắm này, tụ nào cũng hỏng hết rồi. Hai con tụ của nguồn cấp sau, hai con nguồn cấp sau nổ hết rồi. Nhặt được mấy con giã xác lắp thay cho. 2, 4, 5 thay 7 con tụ. Ghim điện 100 này. Đây là cái nguồn 12V đấy, nguồn 12V từ cái bộ chế đấy. Và on này. Để cái đèn nhá mọi người nhá. Đấy, nó lên nhá, nhưng mà đang lắp qua bóng đèn nên nó bị sụt áp nên nó ngắt luôn. Đang cắm qua bóng đèn 75W.
Đó, mình đi một vòng rồi trở về cái chỗ quen thuộc, đó là cái bàn làm việc. Rửa chân tay sạch sẽ rồi uống 3 cốc nước lọc. Đi 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 đổ ướt sũng mồ hôi áo vì hôm nay trời rất là nắng. Ngồi thưởng thức cái quạt trần các bạn đang theo dõi là cũng xin được của người ta thôi. Nhà người ta cho đó là cái quạt trần tàu đấy mà màu màu nó là màu màu xanh ấy. Hồi mình xây nhà thế là mình dùng cái sơn chống rỉ, mình sơn thành cái màu kia, có cái sơn chống rỉ kia khá là đẹp và bết bền. Nên bao năm rồi nó vẫn cứ chạy tốt thôi. Khá là mát và dễ chịu. Thì một cái công ty đầu tiên mình đến ấy thì nó ở khu công nghiệp Quang Minh, cách nhà mình 10 km. Mình đến mình lắp cái màn hình thì lắp xong mà nó lên ok luôn cái màn hình ấy. Sửa màn hình cái đấy, sau đó mình tiếp tục từ từ khu công nghiệp Quang Minh đấy mình đi ngược xuống Đông Anh, xuống công ty cái công ty nằm trong công ty thiết và thiết bị điện điện đấy. Thì mình lắp cái màn cái bo nguồn mọi OKK nhưng mà rất tiếc lắp nó không nên. Không phải là không nên là do bo mình sửa lỗi, mà bo mình sửa ấy, nó vẫn chạy bình thường. Cái bo nguồn mình sửa ấy, bởi vì nó vẫn lên được, mình có đo qua kiểm tra qua nguồn 5V này, cộng trừ 12V này. Rồi nguồn 24V đều đủ ok hết và nó đã cấp nguồn hết sang cho cái bo, mấy cái bo bên cạnh chạy ok rồi. Nhưng chẳng qua mình đang nghi ngờ ấy, là con này nó pin nuôi nó hết, khi bị tắt át pin nuôi nó hết, nó mất cái parameter, mất cái chương trình rồi. Thì rất tiếc là cái anh giám đốc anh lại không có nhà, cái anh giám đốc này sinh năm 7 sinh năm 89. Cái anh này khá là tốt, khá là giỏi, tức là khi máy móc của anh ấy bị lỗi ấy, về phần phần mềm ấy, là anh có tự cập nhật được, tức là anh ấy đã máy của công ty anh bị phần mềm nào máy này máy kia anh đều có hết, nên anh về anh khả năng anh sẽ cập nhật được, tức là anh lạp lại cái chương trình phần mềm cho nó từ máy tính đổ sang thôi. Mình thì cái vấn đề về máy về phần mềm thì mình không làm, mình chỉ chuyên về phần cứng. Cụ thể là anh ấy có gửi lỗi của cái bo đấy ấy, là bật nên là nó không chạy, không lên nguồn gì cả. Thì mình khi mình sửa xong bật nó đã lên, nó đã có các đèn báo và đặc biệt là trên cái bo cái mặt điều khiển ấy thì nó các led 7 đoạn này, rồi các đèn led nó đều sáng hết. Chẳng qua nó không khởi động được là do khả năng là cái chương trình phần mềm bị xóa mất rồi, tức là nó không còn cái pin nuôi nó bị mất ấy. Pin nuôi nó không còn hay là bị tắt điện lâu quá là nó xóa mất. Rất nhiều máy CNC khi mình sửa nó hay bị như thế nhá mọi người nhá. Do khách không để ý thế là khi bị mất điện ấy là để qua 24 giờ thôi là nó bị xóa hết dữ liệu, cần phải cài đặt lại. Trên mình trên ấy thì mình cũng có gặp, mình cũng có khá nhiều người họ chỉ chuyên về phần mềm ấy thôi, tức là họ sẽ tổng hợp, họ sẽ copy hết những cái máy thông dụng trên thị trường Việt Nam ấy. Có thể họ đến họ sửa cho mình nhưng họ copy lại, họ lưu ở máy tính của họ ấy, nên họ sẽ đi lạp cho các công ty như thế, họ tức là họ chuyên về phần mềm, cài đặt thông số máy. Tất nhiên là có một số thông số thì khi đổ vào trong máy ấy, thì là nó là một loại máy khác, model máy khác thì là nó không đồng bộ, thì nó có sự sai sai khác một chút, thì các người ta sẽ vào trong cái chữ gọi là cái parameter, người ta sẽ cài đặt lại cái thông số cho nó hợp cái máy đấy. Cũng như là mình sửa tivi ấy, là khi mình nạp chương trình phần mềm bộ nhớ xong ấy, nạp nhớ xong nó bị không chuẩn vị trí về kích thước co giãn lại hình ảnh chẳng hạn, hoặc màu sắc chẳng hạn, thì mình vào switch mình chỉnh, thì họ cũng thế mọi người nhá. Về nhà thì có một cái mà có một cái ổ áp to bự ở ngoài kia, cái ổ áp 10 kg kìa. Chiều qua cái anh bạn điện cơ, bạn thợ điện cơ mang tới, nhưng mà mình bảo hôm nay lấy nhưng cuối cùng mình không làm nổi, mình nhiều việc quá nên mình không làm nổi, nên là chắc là phải hẹn đến ngày mai. Cái ổ áp đấy là mùa hè nóng nên nhà dân điện yếu không chịu được, hỏng không dùng được nên họ giục mình quá, nên mọi người thông cảm nhá. Việc của mình rất là nhiều nhưng mình vẫn ưu tiên các công ty mình làm. Còn đâu và một số cái người ở quê mình đang tới thôi, còn đâu những cái bạn mà đang gửi đồ cho mình mà mình chưa có thời gian mình làm ấy, mình chưa sắp xếp được thì mình xin lỗi nhá, mình chưa thể nào làm được cho các bạn được, các bạn thông cảm nhá. Sẽ có thời gian mình sắp xếp được mình sẽ làm cho mọi người nhá. Trên đường về từ Đông Anh về mình cũng qua một cái công ty ở dưới Phú Lỗ. Mình mang là cái cục ở dưới sân ấy, sân nhà dưới mà mình ở chỗ mình để xe đấy, cái cục đấy là cục nguồn đấy, nguồn của một cái máy gì ấy, mình chưa có thời gian mình xem. Thì mình làm cho một số cái công ty ấy, thì đa số ấy, là họ sẽ liên lạc trực tiếp và họ gửi lỗi trên Zalo để cho mình xem, và mình sẽ tới mình tháo ra mình sửa, sửa xong mình cũng lại đến mình lắp nó chạy ok, rồi mình sẽ lưu lại và khoảng một thời gian là mình sẽ làm thanh toán. Mình làm thanh toán thì sau đó mình gửi trực tiếp ảnh chụp cho giám đốc và giám đốc sẽ xem ok không lỗi lầm gì, tức là đúng là mình không khai man, mình sửa thiết bị này cần này tiền, thiết bị kia ba cần kia tiền đấy, thì bắt đầu họ sẽ gửi lên kế toán và kế toán sẽ làm thanh toán chuyển khoản thẳng cho mình.
bao nhiêu năm nay các công ty mình toàn làm thế thôi, mình cũng chả biết mặt kế toán của công ty ấy luôn, mình làm trực tiếp với anh giám đốc và máy móc hỏng là anh mình làm đấy, như cái màn hình và các thứ ấy, mình làm xong là mình cứ để đấy và mình lưu lại thôi, mình có một cái quyển sổ mình ghi lại ngày tháng này mình sửa cái này. Khoảng 11 công ty, khoảng 9 công ty mình đúng chứ, ngày xưa thì hơn chục công ty nhưng mình bỏ bớt rồi. Thôi chào mọi người nhá.